Thưa quý vị, nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tôn vinh cách làm hay, mô hình mới, tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người miền Đông Nam Bộ, qua đó giúp cho người dân thêm yêu thương, gắn kết hơn với mảnh đất quê hương đầy hào khí và nghĩa tình này. Tháng 7 năm 2023, Báo Thanh Niên đã phối hợp với khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 tổ chức cuộc thi viết Hào khí miền Đông. Sáng nay ngày 20 tháng 1 tại thành phố Vũng Tàu, ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải. Ông Phạm Phi Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, cùng nhiều lãnh đạo sở ngành các tỉnh thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ tham dự lễ. Sau hơn 4 tháng tổ chức, cuộc thi viết Hào khí miền Đông nhận được hơn 500 bài dự thi thuộc nhiều thể loại như tản văn, tạp bút, bài báo của các tác giả trong và ngoài khu vực miền Đông Nam Bộ. Các bài viết thể hiện niềm tự hào về kinh tế, văn hóa, lịch sử của địa phương, tình yêu, sự gắn bó dành cho quê hương mình. Cuộc thi còn nhận được nhiều bài viết của các tác giả ở những vùng miền khác từng có thời gian gắn bó hay ghé thăm và ấn tượng với tình đất, tình người miền Đông. Trong hàng trăm tác phẩm dự thi, chúng tôi cảm nhận được sự biết ơn của bao lớp người dành cho vùng đất miền Đông gian lao và anh dũng. Khi đây vừa là vùng đất của những khu công nghiệp hay là vùng đất hứa đã làm thay đổi cuộc đời của gia đình họ. Tại buổi lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, sáu giải khuyến khích, một giải bài viết được bạn đọc yêu thích nhất, thể hiện qua tổng số lượt thích và lượt xem trên Thanh Niên Online. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao một giải cho tác giả cao tuổi nhất tham gia cuộc thi. Tham gia cuộc thi, chú không có ý định là chú là người đoạt giải. Chú chỉ muốn viết lại cho cảm xúc những người trẻ, nhớ lại tiền nhân một thời thôi. Nhưng mà được giải chú rất là hạnh phúc. Và đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là quê cha đất tổ của chú, chú về lại thấy Vũng Tàu phát triển mang cái hào khí miền Đông, chú rất là vinh dự. Giáo dục truyền thống nó phải nhắc đến gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Thì ở miền Tây hay ở Đồng Tháp nói riêng cũng có rất nhiều nữ anh hùng, nhưng mà nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu là tấm gương mà các thầy cô quan tâm nhiều nhất, và cũng phải nghĩ đến việc lan tỏa tình yêu đất nước, lòng kính yêu sự hy sinh của anh hùng liệt sĩ đến với các em học sinh cũng như trong bà con, để mãi mãi ghi nhớ đến những cái người đã ngã xuống cho việc giữ gìn độc lập tự do của đất nước. Gần 10 năm từ khi lúc mà mình có duyên bén duyên được với mảnh đất Bà Rịa Vũng Tàu cho đến thời điểm bây giờ đó, trải qua những chặng đường từ mới những ngày đầu tiên còn bỡ ngỡ cho đến bây giờ coi như là một quê hương thứ hai. Tôi muốn mang đến một cái nhìn khác của một cái người con không phải được sinh ra ở miền Đông nhưng đã có thời gian gắn bó lâu dài. Tôi hy vọng là có thể nhiều và càng nhiều hơn nữa những người con đến từ những mảnh đất khác nhau trên đất nước Việt Nam này có thể biết đến Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và miền Đông nói chung. Thông qua cuộc thi viết Hào khí miền Đông trên báo Thanh Niên, độc giả cả nước được khám phá thêm nhiều dấu ấn đặc biệt của miền Đông Nam Bộ. Hình ảnh một vùng đất đa sắc màu, một vùng đất giàu mạnh về kinh tế, nhưng cũng đầy ấm áp nghĩa tình, các giá trị văn hóa lịch sử.